Mời Em mời anh là thứ năm thứ sáu rồi đó. Hello Duy, phải đó giờ mới được nè. Rồi chào anh. Okay, chào mọi người. Anh muốn lên chia sẻ cái vụ mà cu 99 đó mà. Rồi. Ok. Nghe không, nghe không? Nghe anh cứ nói đi anh. Ok. Thì anh nói là thằng Trung Quốc á, nó đã có mua đồ hồi từ xưa tới bây giờ, nó muốn thâu tóm Việt Nam mình phải không? Thí dụ như năm năm 1979 á, nó xuống Pol Pot đánh Việt Nam mình, ok. Rồi năm năm 1979 nó xua quân vô, nó đánh Việt Nam mình ở Bắc, 6 tỉnh ở miền Bắc, hiểu không? Rồi. Nó chiếm 6 tỉnh. Rồi khi mà nó rút quân ra, theo anh nghĩ nó lấy cái đất Việt Nam mình là cái ải Nam Quan với thác Bản Dốc, nó lấy một phần nào đó đó, theo anh nghĩ. Không, cái vấn đề đó là không đúng anh. Cái vấn đề ải Nam Quan thác Bản Dốc, vấn đề đó không đúng. Còn hai sự kiện anh đưa ra là có ở năm 75 ấy, thì Trung Quốc nó hậu thuẫn cho Pol Pot độc mình, và năm 79 nó xua quân dạo đánh mình, đó là có. Còn cái chuyện ải Nam Quan thác Bản Dốc là cái câu chuyện khác. Rồi rồi nó lấy đảo Hoàng Sa với đảo quần đảo Hoàng Sa, nó lấy Hoàng Sa thì lấy năm 74 thì đó, thì nó có mua đồ, em hiểu không? Anh không biết là bên, dạ đúng. nhưng mà Trường Sa nó đâu phải của nó đâu, nó cũng năm 88 nó đã chiếm nữa, em thấy chưa? Đó, cái đó là em nói là cái thí dụ thôi, là nó có mua đồ nhầm đó. Rồi ok, đồng ý nó có mua đồ. Ừ. Cái thứ nhưng bây giờ á, là theo anh nghĩ nó không có còn đánh gì nữa đâu, nhưng mà nó sẽ đem, nó không có cần phải tốn một viên đạn, em hiểu không? Rồi. Cho nên bây giờ nó chơi cái chiêu trò giống như là mua đất đai những cái chỗ mà giống như khu kinh tế, đúng không? Xong rồi nó sẽ đi đem dân ra, di dân nè, để đẻ sinh con đẻ cái nè, để đồng hóa Việt Nam, phải không? Thí dụ giờ nó mở một cái công ty gì đi, nó nói là ok, cái kỹ thuật của Việt Nam mình không có đáp ứng được nó, cho nên nó phải đem công nhân qua, em thấy không? Thì em là khu trưởng, em làm việc cho nó liền chứ anh. Em phải làm việc cho nó liền chỗ đó chứ. Nó nói bây giờ, thì em đâu có để cho nó vô ngon làm gì anh. Nhưng mà nó nói bây giờ giờ công nhân Việt Nam mình nó không có đủ trình độ để làm nó, giống như mà hồi xưa cái bullshit đó, em thấy không? Rồi ok, giờ anh nói là công nhân Việt Nam không đủ trình độ đúng không? Anh đem công nhân của Trung Quốc qua. Rồi em hỏi anh muốn đem bao nhiêu phần trăm lao động Trung Quốc qua? Thì nó có quyền, nó có cớ, tại nó mướn đặc khu đó của nó mướn, nó có quyền mà. Nó quyền nó đem công nhân không qua. Có anh, trước khi mà em cho nó thuê đất là mấy vấn đề này phải bàn thảo cho nó xong rồi. Đúng không? Lao động như thế nào, đầu tư thế nào, công nghệ thế nào, nhà máy thế nào, làm như thế nào, xuất khẩu đi đâu, thị trường nào, phải làm hết rồi mới cho nó thuê, chứ đâu phải là chuyện cho thuê xong rồi mới bàn với những cái đó đâu. Nhưng mà cái đó thì Di nói vậy thôi, chứ mà anh nghĩ nó có mua đồ đúng không? Nó sẽ đem công nhân Thì đương nhiên là nó có mua đồ em biết chứ. Gặp mặt em vẫn cười thôi, bạn có mua đồ bạn cứ tung chiêu đi, mình đỡ chiêu bạn nè. Thì ý anh đưa ra mấy cái bằng chứng đó đó, thà để cho những giống như là anh nói là Anh, Pháp, Đức, Nhật gì đó, người ta mướn á, Đúng thì rồi. nó đỡ hơn. Chứ thằng Trung Quốc. Chính xác. Thì đương nhiên là mấy nước khác cũng mướn, đúng không? Nó cũng mướn, nhưng mà nước nào em cũng phải coi cho kỹ. Chứ không riêng gì nó mang tên Anh, Pháp, Mỹ mà em cho nó vô ngon lắm. Tại trên đâu, làm kỹ an toàn cho Việt Nam em mới cho vô. Anh thấy không phải đa số người dân đã lên tiếng, với mấy người mà tướng lãnh ở trong quân đội hay là công an, người ta cũng có lên tiếng nữa, cho nên nó rất là nguy hiểm, không? Cho nên có nhiều khi mình đâu có biết được, giống như bây giờ nó đem những cái radar vô nè, nó đem những cái radar vô, phải không? Rồi nó chế tạo những cái vũ khí hóa học nè ở trong lòng đất, nó làm sao mình biết được? Nếu mà không biết thì mình mở ra khu chi anh. Nếu mà anh nói vậy thằng nào làm cũng được hết, đúng không? Thằng Trung Quốc làm được, thằng Anh, thằng Pháp, thằng Mỹ, thằng nào làm cũng được hết. Và mình mở đặc khu ra, mình phải quản lý được đặc khu. Còn nếu mà không quản lý được đặc khu thì mở làm gì? Nhưng mà cái thằng Anh với thằng Pháp với thằng Đức á, nó đâu có mua đồ gì, nó lấy Việt Nam mình, chỉ cái thằng Tàu không anh, em, nó phải làm vậy. Em là người đứng, em là đứng trưởng đặc khu, em phải chịu trách nhiệm về đặc khu của em. Em không có quyền mất cảnh giác tới bất kỳ cái thành phần nước ngoài nào cả. Mày là Anh, mày là Pháp, mày là Mỹ, mày Trung Quốc, tao coi như nhau. Chứ làm sao mà có chuyện em đề phòng Trung Quốc mà em bỏ mấy thằng kia được. Rồi sau này mấy thằng kia nó chiếm nước thì em nói làm sao với con cháu của em, trong khi em là trưởng đặc khu Phú Quốc. Nhưng mà nói tóm lại, thằng Trung Quốc bao nhiêu tiền nó cũng bỏ vô, tại nó có mua đồ rồi, em hiểu không? Không anh nói vậy không đúng. Tại vì thực tế bây giờ Trung Quốc nó bỏ tiền rất ít. Bỏ tiền rất ít anh, trong năm cái nước bỏ tiền nhiều nhất Việt Nam chưa có tên Trung Quốc nha. Em kể cho anh nghe nè, Nhật Bản nè, Hàn Quốc nè, Đài Loan nè, Hồng Kông, Singapore. Trung Quốc ở đâu?
Ok. Đúng không? Anh nói đó thôi chứ mà thực tế nó bỏ tiền không nhiều. Vậy cái Nếu mà nó bỏ tiền không nhiều thì với số vốn ít ỏi của nó làm sao có thể nó làm gì ở Việt Nam đây? Ok, cái Formosa với Bosch em thấy không? Nó vô là từ từ lưa. Cái bông có xài là của Đài Loan anh. Nó nói gì chứ, ở ở đằng sau là Trung Quốc đó, chứ không phải Đài Loan đâu. Thì nó đằng sau Trung Quốc nó hợp tác nó cổ phần gì đó không biết, nhưng mà Formosa công ty vẫn là công ty Đài Loan. Mà em thấy nó vô đất nước Việt Nam mình nó làm ăn, em thấy không? Từ chết tới bị thương, không có gì mà lợi hết đó. Từ mình đó là nó mình làm với ăn nó là từ lỗ tới lỗ, em thấy chưa? Rồi cái nhiều khi nó mua những cái đất đó 99 năm nó rất là lâu dài, bởi anh nói nhiều khi nó chế những Thuê 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 nó thuê em mua thuê thuê đó, nó chế những cái vũ khí hóa học, hay là nó chế những cái radar để nó quan sát về quân sự của nó nguy hiểm lắm chứ đâu phải giỡn đâu. thì mình phải quản lý mấy cái đó chứ anh, đúng không? Anh vô đây anh đăng ký dịch vụ kinh doanh, anh làm khác, làm vi phạm hợp đồng tôi quốc anh vậy thôi, không có nhiều nữa, Một khi nó móc đúng không? Anh mà không làm bậy, một khi ông đăng ký vô đây mở dịch vụ nhà khách sạn mà ông đi ngồi ông radar mà chính trị là ông sai, tôi quốc ông thì thôi, đất của tôi là nhưng cái mà anh nói đây là nó làm trong lòng đất chứ không phải là nó làm ở trên trên cơ sơ cho đất. mình thấy, hiểu không? Đó Nó làm ở đâu đi chăng nữa bây giờ mình phải quản lý được. mình Tài sẽ thấy nguyên được. Việt Nam là gì? Gồm có vùng trời, vùng biển, vùng đất. Đó, thì nó làm trên trời cũng phải quản lý được, làm dưới biển mà quản lý được, phải làm trong lòng đất mình phải quản lý được. Không, anh không muốn cãi Chứ gì, nó anh không muốn cãi gì, nhưng mà anh chỉ nói ok, nó dùng một chiến lược giống như là em biết Crimea Romania là hoàn toàn sai vô anh. Ukraine. Romania là ngày trước là của Liên Xô, đúng không? Liên Xô nó tặng cho Ukraine, lúc đó là tình nghĩa anh em, nó tặng cho Ukraine. Chứ Crimea không phải là vùng đất của Ukraine từ trước. Còn những cái vùng đất này là lãnh thổ của Việt Nam, làm sao nó phải so với Crimea được? Nhưng mà một khi nào là Crimea nó đã có chủ quyền rồi, nhưng mà tại sao bây giờ Nga nó lại trở lại, nói giờ tao muốn lấy lợi đâu có được. Ví dụ bây giờ anh đã tặng Đâu, cái chuyện Crimea á là Liên Xô tặng cho Ukraine, đúng không? Nhưng mà trên cái bản đảo Crimea nó có nhiều sắc dân. Đó, và bây giờ những sắc dân của người Nga đó đó, người ta không muốn ở chung với Ukraine nữa, người ta muốn về Nga, thì chuyện đó nó hoàn toàn nó đúng. theo anh biết. Còn bây giờ là những cái vùng đất của này là của Việt Nam, không phải ai cho Việt Nam cả, và sắc dân của Việt Nam đang nằm ở đây, thì làm sao gì có chuyện mà gọi là trưng cầu dân ý kiểu đó được, nó hoàn toàn nó khác về bản chất. Thì anh nói là ai cũng phản đối cái vụ này hết, từ tướng công an cho tới tướng quân đội hay là tới những nhà chính trị, người ta đều phản đối phản phản đối cái này hết, người ta nó rất Ví nguy dụ như hiểm. dạ. Nên cái chuyện đương nhiên là lòng dân mà, thì 95 triệu người thì mỗi người một ý, đúng không? Quốc hội 500 ông thì cũng mỗi ông một ý. Cái quan trọng đó là theo ý kiến của số đông, cái theo quan trọng là những người có đủ tầm đủ cỡ để giải quyết cho vấn đề. Riêng về em á, em cảm thấy bây giờ mà anh phản biện cho vấn đề 99 năm nó không hợp lý. Anh phải phản biện làm sao để cho đặc khu có lợi, làm sao để đặc khu giúp nền kinh tế phát triển, làm sao để đặc khu nó giúp cho công nhân nhân dân Việt Nam lao Ok. động đó, Cái đó những cái yếu tố đó nó mới thực tế. cái đó là cái, Chứ còn bây giờ mà anh phản biện vấn đề an ninh em cảm thấy nó không hợp lý. không cái cái đó là mình chỉ có nhìn cái lợi trước mắt thôi, nhưng mà cái hại như Di chưa nghĩ tới. Ok. Nó sẽ hại như thế nào? Mình chưa em biết. em em Ok. với khả năng của em dư sức em quản lý được đặc khu, đúng không? Mình làm được quản lý đặc khu và em tin tưởng rằng nhà nước Việt Nam cũng phải vẫn quản lý được khu. Em chỉ sợ làm ăn không có lời thôi, em chỉ sợ mở ra dự án không ai thuê thôi, cái đó em mới sợ chứ em không có sợ là cái chuyện an ninh. Nhưng mà theo anh nghĩ bây giờ thế kỷ đã 21 rồi, Việt Nam mình thừa 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 làm ăn những cái đặc khu đó, mà tại sao mình không làm mà để Anh buồn cười, Việt Nam mình sao làm nổi, làm đúng không? Việt Nam mình thứ nhất là vốn hóa Việt Nam không cao, thì mình phải cần nguồn vốn FDI của nước ngoài đầu tư vào đó, và mình mở ra ba đặc khu như vậy để cho mình thu hút nước ngoài vào. Mình thu hút nước ngoài vào đó có hai mục đích: một mục đích kinh tế và mục đích về an ninh. Cái an ninh anh nhìn là có hại, còn cái an ninh của anh nhìn là có lợi. Bây giờ ba đặc khu đó được mở ra, tư bản đầu tư vào thì Trung Quốc không dám ho theo theo anh theo đó. theo theo anh thấy là nó sẽ đặt radar để nó quan sát quân sự của nó, cái đó là chắc. Cái chuyện mà anh nghĩ nó đặt ra nghĩ được á, thì đương nhiên là người khác nghĩ cũng được, đúng không? Nhà nước cũng nghĩ được và nhà nước đã dư sức đối phó được vấn đề đó. Mày đặt ra tôi lấy công ty mày dám đặt không, mày qua đây mày làm ăn hay mày qua đây mày mày làm gián điệp đó. Ví dụ như Alibaba nó qua đi đó, thì bây giờ đó mình quản lý nó, mày qua đây mày làm ăn tử tế Ok. thì tao với mày hợp tác có lợi, còn mày làm qua đây mày mày vi phạm hợp đồng tao lấy hết đất của mày luôn, tao lấy hết tài sản trên đất của mày luôn, tao phong tỏa tài sản của mày. Ok bây giờ Lúc đó kiện nhau ra tòa quốc cái tế, đó là thằng nào xấu mặt hơn? anh nói cái nói cái phần phụ thôi, cái phần chính á, là nó di dân. Cái di dân á, là có thể là chắc chắn Di dân em quản lý cái di dân một, bây giờ nó á, sẽ xanh. bây giờ anh muốn di dân đúng không, thì anh nói là ừ bây giờ tôi cần lao động Trung Quốc đúng không, anh đưa dự án ra với em chấp nhận cho anh 10% lao động Trung Quốc đó, mày qua đây với dạng là mướn, mày qua đây không có định cư Ok, đúng không, định cư thì nhà nước phải xét. Còn nếu mà anh đòi di dân qua đây đông
anh đòi công ty Trung Quốc mà anh đòi di qua đây tới 50% lao động, em bác dự án ngay lập tức. Anh nói thằng Mỹ nó không làm vậy, tại sao mà làm vậy? Okay. Thì tao không chấp nhận dự án mà tao chấp nhận dự án của Mỹ. Nếu mà nó sanh con đẻ cái tại trong cái khu đó là... nó đẻ chạy đó chứ anh. Okay. Nó đẻ chạy nó. Nó rồi thì bây đó giờ sinh con đẻ cái đúng không? Thì mày chỉ là thằng làm thuê bên Trung Quốc qua Việt Nam thôi. Mày sinh con đẻ cái mày về bên Trung Quốc mà làm giấy khai sinh, con mày vẫn là người Trung Quốc chứ không có đạo mà mày sinh con đẻ cái bên Việt Nam tao chấp nhận quốc tịch của mày. Việt Nam không có cái luật đó. Nó đã sanh Việt Nam thì nó phải mang tịch quốc tịch Việt Nam, không thấy chưa? Đâu ra anh? Yeah. Không có anh ơi. Làm gì có cái đạo sinh con ở Việt Nam quốc tịch Việt Nam đúng không? Ở bên Mỹ khác, Việt Nam khác anh ơi. Mày qua đây là mày làm mướn thì mày sinh con ở đây cậy mày. Nhưng mà hả? Mày là quốc tịch Trung Quốc, vợ mày quốc tịch Trung Quốc thì mày phải là quốc tịch Trung Quốc. Còn mày đăng ký kết hôn mà giờ trong bên Trung Quốc mày đăng ký kết hôn, Việt Nam không chắc. Việt Nam không chứa, đúng không? Hai người nước ngoài làm gì có chuyện đăng ký kết hôn với Việt Nam. Bây giờ em pháp luật Việt Nam mà chắc nên nhận được cái chuyện đó. Em chắc cái vụ mà em nói là nó sanh đẻ bên Việt Nam mà không có quốc tịch Việt Nam chứ em có chắc đó chưa? Chắc. Hả? Chắc. Bây giờ anh đừng bằng bây kiểm tra giờ đi. Muốn quốc tịch đúng không? Thì em hỏi nè, cha nó là ai, mẹ nó là ai? Cha nó là người Trung Quốc, mẹ nó là người Trung Quốc. Nhưng mà đẻ ra tự nhiên nó quốc tịch Việt Nam vô lý cực kỳ. Nhưng mà lý do tại nó sanh đẻ trên đất nước Việt Nam cho nên nó lấy tích quốc tịch. Sanh kệ đó chứ. Việt Nam không hề chấp nhận cái đám cưới đó. Việt Nam cũng không chấp nhận cái mối quan hệ vợ chồng của nó. Đúng chưa? Thì cái mối quan hệ vợ chồng của nó chỉ có Trung Quốc chấp nhận thôi, hoặc là tụi bay ở chui. Tụi bay ở chui tụi bay đẻ kệ bà tụi bay. Còn tụi bay đẻ hợp pháp á thì là phải mang quốc tịch Trung Quốc bây về bên đó làm giấy khai sinh. Chứ làm gì có cái đạo mà tự nhiên đẻ ở đây tôi không ký đây giấy đăng ký kết hôn cho anh mà đẻ ra tôi phải làm khai sinh cho anh. Ok. Chuyện gì kỳ vậy? Nó lấy vợ Việt Nam thì dĩ nhiên nó lấy vợ Việt Nam thì nó phải vô quốc tịch. Đúng không? Thì nếu mà nó vô quốc tịch Việt Nam, nó là công dân của Việt Nam, nó là công dân Việt Nam thì để nó đẻ con ra thì nó có quyền, thì con nó là công dân quốc tịch Việt Nam. Đúng có đúng khác. Đó. Nó làm cái điều đó làm sao? Khi nào dĩ nhiên nó làm điều đó thì nó là công dân. Nếu mà nó lấy vợ Việt Nam thì nó được quyền chuyển quốc tịch Việt Nam. Nó chuyển quốc tịch Việt Nam thì lúc đó là nó có giữ quốc tịch Trung Quốc hay không á, là cái chuyện đó là chuyện của nhà nước, em không biết là nó có được quyền giữ quốc tịch hay không. Từ cái mấy tuổi đó nó sẽ lấy gì, nó là quốc tịch Việt Nam rồi, cái rồi nó lấy đi Việt Nam, từ từ là tàu hết luôn, đồng quá 100 năm lần em, cho nên nguy hiểm lắm chứ chưa có nó làm gì chừng dẫn nó lấy con gái Việt Nam thì nó thành quốc tịch Việt Nam, nó giống như bao nhiêu người Hoa gốc Việt ở đây thôi. Nhưng mà đúng không, nó cũng giống như bao nhiêu người Hoa gốc Việt ở đây thôi. Như là nó có 100 năm lận, nó có thời gian để nó tăng dân số lên thì từ từ nó sẽ đông lên, thì nó sẽ đồng quá thôi. Nó đông bằng người Việt mình không anh? Nó đông bằng người dĩ Việt nhiên mình là không? Nó 1 tỷ mấy lần, nó một tỷ rưỡi nữa anh trở. Nó đông bằng người Việt mình không? Dĩ nhiên đông hơn rồi. Mấy thằng Trung Quốc đẻ người Việt mình cũng đẻ, mà huống hồ gì những người Việt gốc Hoa thì chưa chắc được làm ở trong những cái chính quyền chức vụ cao đó nha anh. Lớp thì di dân qua đây, lớp thì nó sẽ lấy đời Việt Nam, nó sanh đẻ rồi từ từ bắt đầu á, qua năm kia nó sẽ đồng quá, nó rất là nguy hiểm. Yeah. Thì cái mục đích chính của nó là anh nghĩ là đồng quá đó. Thứ hai nữa cái anh nói đồng sao nổi đồng anh ơi, đồng sao nổi, người Việt Nam mình đông một đùi vậy mà nó đồng hóa bằng niềm tin nè. Nó đồng hóa bằng cái gì bây giờ, có mình đồng hóa đó, không đồng hóa thì thôi chứ. Nó lấy vợ Việt Nam vậy, vợ chọi vô đầu nó dạy nó luôn đó chứ đó mà đồng hóa. Okay. Bây giờ anh nghĩ coi, nó sống ở Việt Nam, nó lấy vợ Việt Nam, nó đang lệ thuộc Việt Nam thì Việt Nam đồng hóa nó hay nó đồng hóa Việt Nam anh? Mấy tụi Trung Quốc nó rất là đoàn kết với nhau ở bên Mỹ. Đoàn kết thì đoàn kết chứ cãi nó đúng không? Nhưng mà em nghĩ á, một với một số lượng ít ỏi như vậy mà như cái nhà thế anh đưa ra, nó lập gia đình ở Việt Nam, nó tiếp xúc nguyên cái gia đình ở Việt Nam này trong khi gia đình ở Trung Quốc thì ta nói là gì, cần mật thì đen rồi thì sáng gặp người Việt Nam nhiều quá, em nghĩ nó bị đồng hóa chứ Việt Nam nào bị đồng hóa. Nó sợ cái này, nó không có cơ sở, em nghĩ anh sợ cái này nó vô lý thôi. Có nhiều thứ nó đem vô lắm, giống như giờ nó chế vũ khí khoa học nè, nó làm nó đẹp ra nè, tùm lum hết á. Đem vô gì? Cái thứ hai nữa là nó anh nói là cái radar, là chắc chắn nó đem radar vô. Nó đem radar vô, anh tịch thu radar nó lần một, cảnh cáo cho thấy vàng lần hai thấy đỏ về nước. Làm sao mà Việt Nam mình tìm ra được? Trời đất ơi. Vậy là kỹ thuật quân sự của Việt Nam để làm gì anh? An ninh Việt Nam để làm gì? Công an Việt Nam làm gì? Nó đem ra cho không biết luôn hả? Vậy Việt Nam đánh Mỹ bằng niềm tin hả anh? Ừ. Đúng không? Em chỉ cần chứng minh được, em chỉ cần phát hiện được nó đem ra vô, em kêu an ninh công an Việt Nam vô về giải quyết. Nhưng mà mấy cái khu đó, một khi nó đã thuê á, em có được quyền vô kiểm soát nó không? Cái gì anh? Chính phủ có được quyền vô kiểm soát cái khu của nó không? Em vô xúc hàng ngày luôn á chứ tầm gì tới chính phủ, em chỗ nào khu em bút nó luôn nè. Em nhớ kỹ cái khu. Ví dụ như vô nó xây nhà mà xây không đúng mà chuẩn của em đi phạt. No.
cái khu Formosa đó chính phủ không, cái khu Formosa chính phủ vô kiểm soát nó ngon lành lên, không không vô được, chính phủ vô bút nó hoài gì. Quan trọng là có kiểm soát nó được không, cái đó là quan trọng. Nếu mà kiểm soát được, trời ơi, chính phủ vô kiểm soát nó mà, chứ không kiểm soát nó dễ gì nó ói ra 500 triệu được anh, đúng không? Anh tưởng dễ ăn 500 triệu của nó hả? Cái đó thì ý anh nói như vậy thôi, nhưng mà có nhiều người á, người ta phản biện cũng giống như vậy như anh vậy thôi. Nhưng mà tại giờ nếu mà anh không muốn cãi gì để làm gì, phản biện như anh thì em đưa ra cái lý của em vậy đó, thì cho mọi người ở đây cùng nhau suy nghĩ coi bên nào có lý hơn và cái giả thuyết là nó ok hơn. Nhưng mà anh nói là coi cho thằng Trung Quốc thuê là không có lợi, không có lợi nhiều mà là mà hại nhiều, có lợi ít nhưng mà là thì đương nhiên em đồng ý với anh cái chỗ này, em đồng ý với anh cái chỗ này. Ví dụ em đặt khu, em sẽ ưu tiên hồ sơ với nước khác trước, Trung Quốc để lại xét từ từ. Chừng nào nước khác mà cảm thấy đầu tư yếu quá thì em mới nhìn tới những cái hồ sơ Trung Quốc mà đẹp nhất em chấp nhận. Ok thôi vậy anh. Còn em không đồng ý với anh ở chỗ là thằng Trung Quốc nó có mua đồ Việt Nam mà mấy nước khác vô tư, em không đồng ý. Thằng nào nó mua đồ thôi, em sẽ làm gắt hết, không riêng gì mày là Trung Quốc hay mày là Nhật. Em thấy những cái dự án bên Việt Nam, bất cứ cái dự án cái gì nè, em biết em ở Bến Tre phải không? Em biết cái dự án mà đúng rồi. Thủy điện ngay chỗ Trà Vinh không? Ngay chỗ Duyên Hải. Nhiệt điện hả? Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh á. Nhiệt điện ven Duyên Hải hả? Không, cái đó thì có nghe là em có sơ sơ thôi chứ em cũng chưa rành đó anh. Nó đem nguyên. Cái đó là sao? Nó đem nguyên một cái khu, nó đem dân nó qua đây nguyên một cái khu đó vô, nó xài tiền nó xài tiền tàu luôn đó. Tại ông anh bà con anh nói cho anh biết á. Nó xài tiền nhân dân tệ nội bộ trong đó hả anh? Anh nghe ông anh. Mà cái vấn đề xài tiền nội bộ thì nói chung là nó làm nó sai rồi. Nó làm đó để sai. Nhưng mà nó nhà nước có bắt nó hay không đó, em cái vụ đó em chưa có biết nha. Nhưng mà em nghĩ bây giờ ở bên nước ngoài này cái xài tiền ngoại tệ á, ở bên Việt Nam này xài tiền ngoại tệ nó cũng xài lén quá trời, gì mấy Mỹ ăn cơm ăn phở đưa tiền đô không? Người ta cũng lấy à. Nhưng mà hành vi đó là sai. Cái hành vi đó bị phát hiện á là bị bắt là bị phạt á. Thì để từ từ mà coi, nếu mà không đề phòng Trung Quốc thì từ nó nuốt Việt Nam mình luôn á. Tại bây giờ Việt Nam mình nợ nó cũng nhiều phải không? Bây giờ thì Việt Nam mình đi mượn tiền. Nợ gì đó anh? Mình mượn tiền nó nhiều lắm. Nó mình nợ Nhật mới nhiều kìa. Thì nó đúng là mình nợ nó rồi, nợ Nhật, nợ nước ngoài, bây giờ nợ nhiều nhiều lắm, mà giờ nó là thằng sẵn sàng nó bỏ tiền nó cho mình mượn đó. Mình muốn mượn là nó cho. Nói gì anh ơi, nợ cũng có nợ thiệt. Nói với anh là nợ cũng có nợ thiệt, nhưng mà nợ qua nợ lại. Đúng không? Mỹ nó cũng đang nợ Việt Nam 12 tỷ kìa. Thí dụ giờ của Việt Nam được 60 tỷ nữa kìa. Là 12 tỷ rồi, cân khoản nợ đó xem có đó thôi chứ đâu có hơn đâu anh. Thí dụ bây giờ ở Việt Nam mình cần tiền để trả lương cho những người công nhân, cân nhân chức hay là quân đội hay là công an gì đó. Rồi đúng. Thiếu tiền á. Thì bây giờ đi đâu mà mượn? Nếu mà anh nói vậy em nói nước Mỹ cũng thiếu tiền thôi. Đúng không? Hả? Nếu mà anh nói câu này em nói nước Mỹ cũng thiếu tiền thôi. Nước nào chả phải trả lương công chức. Nhưng mà Mỹ á, nó có thể làm ra sao? Nó có thể làm ra tiền được nhiều cái. Nhưng mà làm ra tiền vậy nó lấy thuế tụi anh thôi chứ làm tiền kiểu gì anh? No. Mỹ nó lấy thuế tụi anh thôi. Mỹ này, ví dụ bây giờ Mỹ giống như mà Boeing nè, Facebook nè, Microsoft nè, Google nè. Liên quan gì? Thằng Boeing, Facebook, Microsoft là mấy những công ty tư nhân ở nước ngoài. Nhưng mà những tập đoàn ở nước ngoài. Nhưng mà lương chính phủ nè, lương cho Obama nè, lương cho trợ lý Obama nè, lương cho cảnh sát Mỹ nè, lương cho quân đội Mỹ nè, lương cho an ninh nè, ngân sách của Mỹ chứ đâu ra. Em biết cái ngân sách quốc phòng của Mỹ bao nhiêu không? Gấp mấy lần tàu không? Ngân sách quốc phòng của Mỹ hả? 800 tỷ đô năm. Nó gấp 3 lần của nó hơn thằng tàu là 700 mấy, 700 mấy. Đúng rồi. 700 mấy đó. Tôi coi như 800 tỷ đô năm đi. Nó gấp đó 3. Đó là lương, đó là ngân sách quốc phòng đó, đó là tiền thuế của dân đó. Đó. Nếu mình không có tiền á, tiền đâu mà nó để cái ngân sách vậy? Tuy cái tiền á là Mỹ nó nói nợ là nó đa số mấy người mua trái phiếu nó thôi. Ok, chứ không phải là nó nợ đâu. Mua trái phiếu. Đó. Em nói á là chính phủ nào cũng phải lấy tiền thuế của dân để trang trải cho cái chi tiêu của chính phủ đó. Thì chính phủ Mỹ nó cũng phải làm như vậy và chính phủ Việt Nam cũng phải làm như vậy. Tại vì anh đưa ra cái vấn đề là chính phủ Việt Nam không có tiền trả lương cho công chức. Việt Nam thì anh nói vậy thôi chứ thấy cũng không đến mức mà không có tiền trả lương cho công chức. Việt Nam mình chính phủ người ta sẽ có bộ phận thu chi này nọ kia, người ta đủ cân đối cái nguồn thu nguồn ra, nguồn chi ngân sách, nguồn thu ngân sách. Lúc nào mà bị bội chi một cái là quốc hội đã rần rần lên rồi. Cái nguồn thu nhập của chính phủ Việt Nam mình là có ba cái, ok. Thứ nhất là nước ngoài đầu tư, ok. Thứ hai là việc cái gì anh? Cái gì? Nước,
nước ngoài vô đầu tư là nguồn tiền vô đó. Ủa, nước ngoài đầu tư chính phủ làm khỉ có ngân sách anh, nó chỉ là thuế thôi chứ. No. Chứ nước ngoài đầu tư vô dự án của nó chứ đầu tư vô đâu, vô nhà chính phủ đâu. Thì nước ngoài vô đầu tư cái nó đóng thuế chính phủ là nó nguồn tiền nó vô đó. Nói nè, nói chung á là những cái dự án tiền của chính phủ đâu có, chỉ là thuế, không thuế này thuế kia. Ờ thì nước ngoài không vô đầu tư tiền đó. Rồi cái thứ hai nữa là Việt Kiều gửi về. Ok. Thứ bảy ơi. Đấy. Anh sai nữa rồi. Có bao giờ anh là Việt Kiều đi, có bao giờ anh cầm tiền anh gửi về cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không? No. Anh có làm việc đó không? Ý anh nói hay là... anh cầm tiền anh gửi về cho gia đình anh thì anh phải là dùng từ gửi tiền về cho gia đình anh, chứ tại sao gửi tiền về gia đình anh chính phủ biết, có tiền. Biết. Không hiểu chỗ này nha. Không, cái đồng tiền giống như là mình cái tiền mà đô á gửi Việt Nam á. Chứ ví dụ giờ cái tiền đi đem nước ngoài đâu xài được, em hiểu không? Nên cái tiền đô nó gửi về cho nó cái nguồn thu nhập đó. Anh không nói là kiều gửi gì cho chính phủ, gửi gì cho người dân, nhưng mà cái tiền đó là tiền đô, em có thể đem ra giúp quốc tế em xài được, em thấy không? Còn tiền Việt Nam đây, hiểu rồi, tức là ý anh nói là cái đô la đó là do người nước ngoài gửi về đúng không? Đúng không? Nhưng mà nói vậy đúng mà cho đủ, anh phải nói vậy nè, cái đô la của anh gửi về cho gia đình anh thì tới ngân hàng dịch lại, ngân hàng đổi ra tiền Việt cho anh xài, đúng chưa? Nhưng mà anh vẫn có quyền anh nhận tiền đô, nhưng mà tiền đô không lưu thông được trong nền kinh tế Việt Nam, vẫn phải đổi là tiền Việt. Thì nhà nước dùng cái tiền Việt để mua cái tiền đô. Làm gì mà được lợi gì chỗ này anh? Được chứ, tại cái tiền đô nó có thể trả nợ được nhiều. Không phải là được lợi, mà cái này là quan hệ mua bán, đúng không? Tức là nhà nước dùng tiền Việt để mua cái tiền đô đó, chứ đâu phải là nhà nước cướp cái tiền đô đó của tụi anh đâu, mà anh nói là nhà rồi, nước rồi, rồi nhà tiền nước muốn, rồi tiền muốn mua cái tiền đô đó, nhà nước rồi phải tiền có của tiền Việt. rồi tiền của xuất khẩu lao động nữa. Hả? Chứ Việt Nam tiền của mấy người xuất khẩu lao động thì cái đó là ngoài, đó là kiều hối đó. Tiền của xuất khẩu lao động là kiều hối, nó cũng dạng vậy thôi. Tức là ví dụ như bạn làm việc ở Nhật, đúng chưa, thì bạn gửi tiền yên về, đi tới về ngân hàng Việt Nam thì gia đình bạn có hai sự lựa chọn, một là lấy tiền yên, hai là lấy tiền Việt đó. Mà các bạn thường thường có xu hướng lấy tiền Việt thôi, tại vì người trong nước xài tiền Việt lấy tiền yên về làm gì, thì nhà nước dùng một cái lượng tiền Việt Nam để mua cái đường đồng tiền yên đó đó, chứ đâu có quan hệ, đâu có cho gì đâu anh, chẳng qua là mua bán thôi. Thu ngoại tệ về là tốt cho đất nước đúng, nhưng mà anh nói chuyện thu ngoại tệ giúp nhà nước có lợi là không có, mà là phải là giúp đất nước thì có lợi, chứ nhà nước đâu có lấy được cái gì từ cái ngoại tệ đâu. Ngay cả cái phí Western Union đó thì cái bọn Western nó vẫn lấy mà, chứ đâu phải là nhà nước lấy đâu. Thôi giờ mình thì nói tóm lại bây giờ anh không muốn cãi gì nha, về những mấy vấn đề đó để làm gì không, rồi tại anh nói là ai cũng không có thích thằng Trung Cộng vô thuê mấy người ba khu đất thôi, tại ba cái đúng. Chiến lược đúng không, chứ không phải là mình anh phản đối đâu, có nhiều nhưng người mà anh phải hiểu rằng đó là đang làm việc mở cửa cho nước ngoài chứ không phải là mở cửa cho Trung Quốc. Nên cái đầu anh đừng có lúc nào cũng nghĩ về cái đặc khu là dành cho Trung Quốc. Thực tế thì Trung Quốc đầu tư ít lắm. Đúng. Không, mà nếu mà người dân không phản đối. Ví dụ giờ một công ty Trung Quốc đi, thì... mà tới 10 công ty của tư bản, thì thành Trung Quốc làm được cái gì? Nhưng mà bây giờ anh nghe nói là buổi 16 tây nhà Quốc hội phải thông qua. Mà nếu mà bây giờ mình không phản đối á, thì Quốc hội sẽ thông qua, anh hiểu không? Cho nên bây giờ bà không, con anh, phải phản anh đối rất cực kỳ vô lý. Bây giờ em chỉ cho anh cái hướng phản đối nè. Bây giờ anh đừng phản đối 995, anh phản đối là không cho Trung Quốc mướn. Đó, anh phản đối cái đó đi. Đúng không? Anh phản đối cái đó ok được. Nếu mà anh phản đối không cho thằng Trung Quốc mướn, tức là anh đang công khai chiến tranh thương mại Trung Quốc. Rồi nó có đọc cái gì đó dân Việt Nam tự chịu nha. Phản đối cái đó là ok. Chứ bây giờ anh nói là vì lý do Trung Quốc anh phản đối mẹ luôn, không cho tư bản mướn. Bây giờ phản đối của anh không đúng. Anh phải hiểu là mình mở đặc khu ra để mình. Tại nếu mà không phản đối. Đó, chứ không phải là rước Trung Quốc. Làm gì? Nhưng mà em biết, anh biết chắc là Trung Quốc đó, nó không ai vô cạnh tranh với nó đâu. Bao nhiêu nó cũng mua, ai cho vô cạnh tranh không bao giờ lại. Sao ai vô cạnh tranh anh nói nó sao á, anh nghĩ là Nhật. Anh phải hiểu là ở Việt Nam này bây giờ thằng nào đầu tư nhiều. Đúng không? Anh nói chuyện phải có số liệu. Thằng nào đầu tư nhiều nhất? Hàn Quốc, Nhật Bản hay thằng đó? Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông, nhưng... năm nước. Nhưng... nước đó. Nhưng mà mấy cái dự án lớn là đa số là Trung Cộng không à. Nhật dự án nhỏ lớn, nhỏ không anh ơi, ok số tất cả rồi lớn nhỏ gì nữa, đối với anh là lớn nhưng mà đối với nước khác là nhỏ đúng không? Những nước khác đầu tư là bao nhiêu chục tỷ đó, bao nhiêu chục tỷ đô la, còn thằng Trung Quốc 1-2-3 tỷ thì nó là lớn cái gì mà lớn.
giống như bô xích, số liệu giống như anh nói nó mới khách quan, các bạn ở đây mới phục, chứ anh nói chuyện mà không có số liệu cụ thể, anh cứ theo cái cảm giác của anh thôi. No. Anh cứ cái, lên cái đó, cái đi. Đó có top nguồn vốn, anh biết, anh top biết, nguồn anh hiểu vốn FDI vào Việt Nam đó. Các bạn cứ search nguồn vốn FDI vào Việt Nam coi nước nào đang làm trầm. Ok thì anh chỉ có nhiều lời đó thôi đúng không? Thì anh không muốn cãi gì. Gì. Không phải cãi, mình phản biện, mình tranh luận nhưng phải cãi anh. Chứ anh ở đây anh nói không mà mình anh nói em không nói lại cũng buồn đúng không? Thì mình phải nói qua nói lại. Vấn đề nào nói đúng em công nhận, vấn đề nào anh nói mà chưa đúng thì em phản biện. Thì anh cái nhưng một cái Trung Quốc có giả tâm, anh có cãi cái nào đâu đúng không? Trung Quốc có giả tâm em chấp nhận đúng. Cái vấn đề nên hạn chế dự án cái Trung Quốc. Anh cũng đồng tình với em luôn, em cũng đồng tình với anh luôn. Em đồng ý anh phải hạn chế dự án Trung Quốc. Em phải dùng tư bản hai cái vấn đề hai cái vấn đề mà anh lo ở đây là anh sợ nó di dân nó đồng quá không đó. Được với thứ hai nữa là yên tâm đi anh ơi, nó dùng đồng quá không có nó đâu, dùng gây di dân ra. không có đâu, mình đồng quá nó thôi chứ sao nó đồng quá mình. Ok cái đó thì vấn bây đề giờ đó em thì em nói chỉ gì sợ, thôi chứ mình em tự chỉ sợ duy nhất cái khu đó không làm mở ra nhưng mà làm ăn không có lời đó mới chết. Cái đó là toàn dân Việt Nam là chết, tại vì mình phải đóng thuế để mình nuôi cái đặc khu đó, trong khi đó làm ăn không có lời là chết mẹ luôn đó. Cái đó mới sợ. lợi mình lợi trước mắt nhưng mà mình chưa sẽ chắc thiệt lợi đâu anh, mình tính vậy thôi, chưa chắc lợi đúng không? Ừ. Tại mình ưu đãi thuế nó quá nhiều, nó đầu tư vô này nọ kia, mình chưa có nguồn thu cho nó mà mình phải có nguồn chi để mình tạo cơ sở hạ tầng đường xá cầu cảng, thì mình đã bỏ ra một số tiền rất lớn, trong khi những cái khu đó trong giai đoạn 5 năm tới 10 năm nó chưa có mang nguồn thu cho mình là mình đang lỗ đó. Cái số 1, cái số 2 chưa biết là khu đó mở ra nó nóng quá, nó hot quá, nó dẫn tới những cái luồng di dân ở trong đất liền đi ra ngoài đó, thì những cái nhà máy trong đất liền này người ta sẽ thiếu công nhân, người ta sẽ thiếu lao động làm nghề, cái đó mới là lo đó. Chứ còn cái chuyện an ninh của anh là nói nãy giờ em chả thấy gì lo hết á. Nhưng mà em biết, anh biết chắc là nó sẽ đem công nhân qua Việt Nam. Nó nói là nó nói dù nó mở một cái công ty có công nghệ cao vậy, nó nói là Việt Nam mình chưa có đủ, cho nó đem từ 10% thôi, nhầm nhỏ gì phải thôi, hợp lý, không cho đem nó đâu được anh. Mày nói là Việt Nam không đủ trình độ đúng không? Rồi ok, tao cho mày mang quản lý qua chừng 10%, còn số lượng còn lại mình có thay người Việt Nam, được thì làm, không được thì bây giờ thì biến. Với mấy tụi nó bây giờ nó mua những cái khu đất mà kinh tế có giá trị không, thấy không? Giống như Đà Nẵng này, Nha nó mua được anh, nó thuê Trang, sao nó mua được, nước ngoài sao mua? Thì nó thuê đó, thì nó thuê, ý nó thuê đó. Ừ. Đó. Tiếng Việt của anh cũng không có giỏi gì nhiều cho nên cũng thông cảm nha. Nhưng mà nói chung anh cho tên bùi nó Mỹ, anh làm này được nè anh kêu gọi Mỹ đầu tư Việt Nam nhiều nha, để mình cạnh tranh với Trung Quốc đó. Ok. Ừ. Cứ dập hết Trung Quốc cho em, anh cứ kêu Mỹ đầu tư hết đi, tất cả những công ty nào mà nằm trong top 100 của Mỹ á, kêu nó đầu tư Việt không. Nam đi, em ưu tiên Mỹ cho Mỹ nó Mỹ Trung thì Quốc luôn, cứu này được nè. Mỹ Mỹ thì nó muốn đầu tư Việt Nam lắm, nhưng mà tại còn cái bây giờ nó đang giống như nó đang nó đang quan ngại Việt Nam mình không có nhân quyền nếu gì, cho nên nó không đầu tư lúc nào nó. Ừ, thôi kệ nó đi, không anh đầu tư mà lôi chính trị vô thì anh ở ngoài đi, tôi kêu không chứ Hàn Quốc với thằng châu biết Âu biết rồi, hả, quan điểm nhưng mà bảo đảm anh. Chứ bây giờ mày Mỹ cho tao vài đồng bạc mày đầu tư, mày kêu tao phải thay đổi chính trị, chuyện gì vô lý vậy đúng không? không, Chuyện đó người dân Việt Nam ai chịu anh. nhưng mà Mỹ nó nói vậy đó, nó nói là nếu mà Việt Nam có dân quyền thì nó mới vô đầu tư, Ừ. thấy không? Bây giờ Cho thôi, nên nó nói giờ tao kêu 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 nó chiếu ngoài đi nha, kêu nó chiếu ngoài đi, nó phải nhờ Việt Nam này quýnh Trung Quốc, em biết chuyện đó mà, đừng có chảnh với em. tại thứ nhất nó nhân quyền là sao, nhân quyền đây Không có nó Việt bao Nam này Mỹ nó quýnh nổi Trung Quốc đâu. gồm nhân quyền nó bao gồm nhiều cái lắm, thí dụ giờ giống như em mướn con nít Không dưới phải anh ơi, nhân quyền là chuyện mà cái miệng nó nói thôi, chứ còn nhân quyền mỗi nước nó còn có khái niệm riêng đúng không? Việt Nam là nhân quyền theo kiểu Việt Nam, còn Mỹ nhân quyền theo kiểu của Mỹ đó. Mỹ nó nhân quyền để chi? Để rồi cái đó bài nó đi, nó xâm chiếm nước nhỏ. Ở Việt Nam mình đâu có dính vô cái chiêu đó được anh, mình thỏa hiệp với cái đó là mình chết liền á. Ok thôi, chị Duy cho Cái lên chuyện mà để nhân em xuống quyền nha. cái cuối cùng là nó muốn tạo ra một cái thế lực đối lập để chi? Nó viện trợ, nó tài trợ cho thế lực đối lập đó để gây ra nội chiến đất nước,